pha kem chét phấn ha. Trời, làm gì thấy cũng lâu ghê ha, có 10 ngày nữa. Vậy mà tưởng lẹ chứ. Vậy là còn xả nữa. Xả nữa hả? Xả mới làm sơn. Xả là Mỹ Sơn thôi, ta ngộ vậy ta. Chứ không xả là chắc lớp dính vậy ngộ không? Chứ không xả là lăn lên giống quý luôn á. Dạ. Mặt mụn không á. Dạ. Lăn lên. Lăn lên. Cái đó thôi chú lăn lại con ha. Chết luôn chứ đâu phải vừa đâu. Trời. Còn quá trời lâu mà ông tưởng làm rồi, ở đây chán xong cái phòng này chán rồi nữa. Đi về đường khúc ở trên. Mà sao chán sao rồi. Còn mấy bao đi về. Lên trên mình nhìn xuống nữa. Đầu quét một cái lỗ nhỏ. Vậy mà con nói 20 ngày nữa xong. 22 ngày. Chắc học xong rồi. Mình hy vọng là mình sao. Không biết phải sao nữa, mình thấy đây làm tồi. Đây phía sau ngoài đây người ta cũng đi bê một lớp rồi, có cái đường đi lên. Đi bê trong đây có tàu hồ đi bê nữa kìa, đang dán trong đó. Trên nóc này là đi bê người ta sơn lại đây xong rồi. Dạ dạ, đang dán gạch trong đây hả chú? À, ủa anh Tâm dán hả? Ủa bữa hôm em nhớ ngoài đây có ổng dặn làm sàn nước gì mà có hay làm không ta? Ở đâu? Chỗ đó đó, ngay góc đây nè. Có thấy có chùa ổng á. Gì hả? Chưa làm. Ủa anh Tâm là bên dán gạch hả? Anh bên dán gạch hả? Ủa hả? Này 20 ngày nó xong không anh? Sao không nói em 20 ngày nó xong hết? Cái nào? Hết nguyên nhà luôn á. Dễ sao? 2-3 ngày nữa hả? Không có hết nguyên cái nhà này 20 ngày nó xong không á? 20 ngày hả? Dạ. Lót xong mà xong á. Lót không là xong 20 ngàn. Tại vì sao bây giờ nó không ổn. Nhưng mà nó không ổn. Này nó quần nhà rồi. Em xong hả? Vậy mà hỏi chú, chú không biết đồng hồ nữa, thấy còn nhiều. Ủa ngoài này lót cái nền. Ủa sao có cái này màu xanh xanh là để làm gì anh? Bắn cái mực. Ủa vậy hả, cái máy này xin xò vậy á? Ừ. Này mới biết luôn á. Chỉnh qua tay luôn em. Trời. Quay giá nó tia hết nè. Máy xịn xò vậy trời. Hay nha, bữa nay trong cuộc đời lần đầu tiên mới biết cái này nha. Mà tốn mới đây hả? Dạ. Có máy này nó chỉnh. Trời. Bắn về thẳng băng lên luôn. Siêu. Vậy mà hèn chi nó, trời bắn lên đó nó nhẹ luôn kìa. Như là đèn laser vậy đó. Đó nó chớp đó, nó gọi gì mình dán ngay cái thằng Linh đó luôn. Hay dữ anh. Quá siêu luôn á. Vậy là ngay từ lớp luôn á. Nè cái chỉ nè, đó. Quá hay luôn trời. Nó có cạnh, có ke rồi, nó có hết luôn. Dạ. Nó nhầm cái nè, không phải cái nào mà cũng chuẩn hết. Hay ha. Nó có bò lên đó. Quá trời hay luôn, bữa nay tôi bất ngờ với thiết bị này luôn á. Cái này gọi là cái máy gì anh? Máy tia laser. Máy tia laser để canh dán gạch hả? Canh dán ốp lót. Máy này nhiêu tiền cái trời? 6. Chiều 6. Trời ơi, máy xịn sò vậy là gọi điên quá. Hay. Hồi nãy giờ giao gạch mà em không có hay. Nó giao mấy thùng luôn. 11 thùng. Tính lót gạch đó hả nè? Dạ. Tao lót gạch bao nhiêu cho đẹp rồi đó. Cái này xài bằng điện hay bằng gì anh? Máy này nè. Pin. Pin hả? Đó cũng hay pin bự hay không? Xài bằng pin đó cũng pin bự hay không? Siêu, máy này hay. Máy này để con đem bắn từ đầu tới cuối luôn á. Dạ. Bằng đêm mà thấy rõ hơn đó. Thấy rõ, càng đi càng sống rồi. Trời ơi, được mọi người cái máy rất là độc lạ. Dán này không dài luôn, bữa nay mới vô đây coi dán. Bắt đầu từ nay ra làm, chủ nhật nó đâu nghỉ nữa. Chủ nhật không nghỉ luôn hả? Tại hở cái
Bến Tre chủ nhật cũng làm bển á. Dạ. Hôm nay bển xong hết rồi. Qua mạnh tôi làm luôn mà đâu có ở không đâu. Bữa nay này là gì ta? 13 tháng 6 rồi. 13 tháng 6 rồi làm liên tục luôn không nghỉ luôn. Dạ gì hết. Máy xịn sò có két ha. Máy đã dè thì có cái nút có là chữ V khắc lên. Dòng thương hiệu của KAC. Bắn lên cái góc này. Đây là cái góc này. Đâu là đổ đổ lên. Rồi. Chéo qua. Thế mình điều chỉnh luôn ha. Chỉnh cái máy nó bằng rồi là đầu đó hết rồi. Giờ 4:08 rồi. Thấm là ngày ngày nghỉ ngày chủ nhật, giờ là sẽ làm gấp tăng cường lên. Không nghỉ ngày chủ nhật nữa. Không nghỉ ngày chủ nhật nữa. Ủa cái đó cái miếng gì nhỏ nhỏ vậy? Cái này à? Dạ. Trời ngộ vậy. Đấy, không biết luôn á. Cầm đến ke mấy cháu cũng không vậy đâu. À. Siêu giờ bởi vậy làm họ có nhiều cái bí kíp luôn. Vừa máy bắn và vừa cái này đến giờ chỉ yêu cầu cái là gạch của mình đều được méo cũng dính là được. Dạ. Có nhiều người gạch của cái tiền để dành mà không biết. Qua giờ bệnh mới nói cái này mấy chục mét thì chết. Méo hả? Méo mà lâu rồi vô nó ăn. Dạ. Cục lốt. Dạ. Gạch nhà tắm. Gạch nhà tắm màu này cũng sáng. Cái này có thiết bị hỗ trợ chưa ha? Cái gì? Có thiết bị này kia hỗ trợ chưa? Cái gì? Nó mấy cái đồ kẹp kẹp của anh. Đủ đồ nghề hết chứ. Kẹp có, con dặn có rồi. Dạ. Kè có, máy có đầy đủ. Máy có. Bây giờ mày nói chung là làm chuyên nghiệp mới có vậy chứ dưới quê làm gì có vậy? Đâu hết gạch hả? Ủa hết gạch nữa kìa. Quá trời đồ chơi. Đồ hết gạch luôn kìa. Xịn sò. Xịn sò thì xong ha. Nắp lại. Xong rồi rồi lót cái nhà kia tới mét 2 nữa. Dạ. Mét 2 nha, mét 2 á, không có mấy này lót không có tại. Dạ. Hai anh em đi lộn mày không à. Này cũng lắm vào. Ủa bị thử bên đó là của anh ấy à, Quang có đi nghe em về thử. À, đó 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 dưới là nhà bác Si Lộc lắm á. Dạ dạ biết biết biết. Bác Si Lộc thì biết nè. Bác Si Lộc á. Đi vô đi thăm tâm nhân đi, đi thăm nhân. Dạ. Điều 2 một tấm á. Dạ. 3. Một tấm gạch lót hả? Ừ. 3 tấm. Ghê vậy. Wow. Đi dưới chân, đi dưới chân nâng niu bằng chân Việt luôn. Đi 2 người. Thấy khỏe. Hai anh em kinh luôn. Chết. Thầy sợ không dám kiên mạnh luôn hả? Mà khó cũng dám khó là bạn. Dạ. Dạ. Anh Mạnh với người kia, hai người thiên lộn rớt xuống bể. Kể tự nhiên đã bể. Trời trời. Chiều 3 tấm. 3 tấm. 1 triệu 2 là 1 triệu 2, 7 chục. Gạch nhà tắm hay là gạch bình thường, dán bình thường? Gạch lót nền bình thường thôi, mắc dưới ta. Còn cái ở 30-60, dán nhà tắm này là 1 triệu mét. Dạ. Ở rẻ nhất là 500. Vậy là bên đây rẻ hơn phải không? Nhà này. Người ta có tiền vô qua cái đồ mặt tiền thường thường thì là đẹp rồi. Dạ. Cạnh bên kia là chừng. Dạ. Nó cũng như vậy thôi nhưng mà màu kiểu cỏ nó khác sang trọng hơn tiếng.